Cái gì đây? Cái gì mà đông đúc đây? Cái gì mà đông đúc ở đây đây? Ủa? Khôi với tí em ngủ đây luôn hả? Sao xịt vậy? Khôi qua đây chơi luôn hả Khôi? À, ai chở con qua đây? Ba mẹ chở qua đây hả? Chở hồi nào? Hồi sáng luôn hả? Wow, vậy chơi tới chừng nào? Mai hả? Trời, tập trung vô đây ngủ vô chung luôn á hả? Vui vậy? Khôi ngủ đây. Ủa vậy tí em ngủ đâu? Ngủ đây luôn. Đâu ngủ? Chỗ nào? Ngủ chỗ này hả? Rồi sao mấy đứa kia nó để chân nó đạp cho con làm sao? À, rồi đừng đạp tí em nha con. Rồi hai đứa này đâu rồi? Kết ngủ ở đâu? Ngủ với mẹ. Chung. Ngủ chung. Chị Kết ngủ. Kết ngủ ở đâu? Christine. Christine nằm ở đâu con? Ừ. Bữa nay mấy con đi đâu chơi vậy? Mò. Mò gì? Sao có sao? Vui không? Vui. Có mua cái gì không? Mua áo. Áo gì? Áo hoạt hình. Yes. Áo hoạt hình. Yes, đúng. Đúng. Đâu áo nào đâu? Tóc lên à? Người lấy rồi. Mấy cái? Hai cái. Cho ai? Cho con. Với ai? Mấy đứa kia không mua hả? Không. Tí em có mua một cái. Người tí em đang mặc. Đâu? Buồn. Trời ơi, bao nhiêu tiền? Ủa sao rẻ vậy? Chụp gì? Chụp lại. Đâu, đây này, chụp tích thôi sao thấy? Thấy, có flash. Đâu? Sao sao quên rồi, két chụp sao quên rồi. Nhìn cái này nè. Bấm cái này. Không cái đó. Thấy gì đâu? Cái lỗ quá. Phải đứng xa. Sao? Let's sleep, guys. We need to brush our teeth. Buổi gì tối qua tí Khôi với tí em đâu có ngủ đây đúng không? Bữa nay mới ngủ hả? Rồi thôi mẹ đi về ngủ đây. Ngủ sớm nha mấy con. Ủa sao cái đó nó để gì mà sắc sạc ở đây vậy? Sao không để ra ngoài đây? Có máy lạnh mà. Có máy lạnh mà, vô máy lạnh nó không vô đây hả các? Tại nó che để đủ người nằm á. Ủa chừng nào con mới đi cái kia các? Ngày mai hả? Đi cái gì mà mua bảy vé 70 đồng á? 70 đồng là thứ tư tuần sau. Tuần sau lận hả? Rồi bye bye. Bye bye. Bye bye. Chào các bạn. Chào các bạn. Cái quan đang ngồi chờ thời. Đang ngồi chờ xung rượu. Đang đợi anh hai qua với bà ngoại qua, anh Hải chở đi ăn bánh khọt. Đi với nguyên một nhóm luôn, hạm đội nhà binh, mấy đứa nhỏ nữa. Nhưng mà Lê Quang thì không có ăn, tại vì Lê Quang mắc hẹn với lại anh Minh Police rồi. Ngày hôm qua cũng đã hẹn mà cancel, tại vì mắc đi ăn với bạn và Tám. Hôm nay cái ổng không có biết, bữa nay đi ăn bánh khọt, cho nên ổng hẹn với anh Minh một lần nữa. Và không có cancel được, cho nên anh Quang ổng phải đi với lại anh Minh Police. Còn bà Tám thì đi với cả nhà.
thả sẵn sẵn cái clip này Tám cũng nói với các bạn luôn là nhớ là ngày 22 tháng 8 là livestream trên kênh Bà Tám Căm Thơ với khách mời là Âm Muối và Thành Lâm. Ok không anh? Ok ok. Okay. Okay. Tại vì thứ năm á là ngày diễn ra đêm chung kết, nhưng mà cho dù như thế nào thì tại vì kết quả như thế nào thì Tám không biết, nhưng mà Tám rất là kết cái giọng hát của Thành Lâm, cho nên là Tám mới mời Thành Lâm trong cái livestream ngày 22 tháng 8 này, và Thành Lâm đã nhận lời. Đó, rất dễ thương hả con ơi. Cô muốn mời con hát trong cái đêm 22 tháng 8 này, livestream đầu tiên của cô với Chiêu Quang với lại ban nhạc Lùng Tung Sèn đó, thì con có nhận lời làm khách mời cho chương trình của cô không? Cái Thành Lâm nói ok cô, dạ nói, rồi ok vậy cô sẽ làm poster thì mời trước đi, để Thành ngôi sao sao mời. Mời trước đêm thôi, Thành nó ngồi Thành ngồi sao sao mời. Đúng rồi. Nha các bạn nha. Với lại một cái show sinh nhật của bà Tám ngày 9 tháng 10 là cái show đó là làm ở ngoài nhà hàng Diamond Seafood, thì mọi người thông báo sẵn, thông báo luôn để mà chuẩn bị có ai ở xa, anh Phúc tới à. Có ai ở xa thì mình bay qua chơi với bà Tám nha, sinh nhật. Lần thứ mấy anh? Gì? Sinh nhật của em lần thứ mấy? Lần thứ 53. 52. À 52 năm. Đùa lên hết em tuổi vậy. Không phải tuổi ta. 52 tuổi sinh nhật sẽ làm cũng là làm trong nhà hàng mà hồi bữa Tám với anh Quang làm kỷ niệm 27 năm ngày cưới đó. Đó làm ở nhà hàng đó và cũng kỳ này là chơi kỳ này mời ban nhạc Lung Tung Sèn đánh cho cái live show của Tám, live show của mini của Tám nhân ngày sinh nhật của Tám. Má tới kìa. Nó làm gì mà sinh nhật nó. Ngày đó gì tùm lum, không có mình ngày nào á. Ngày cưới nó cũng không có mình luôn. Tháng 10 anh Phúc. Má mặc áo đẹp vậy. Bữa cái đêm ngày cưới cũng có. Trời ơi. Hôm nay có làm gì đâu. Làm show chơi cho vui thôi. Dạ, ngày 9 là ngày chủ nhật. Ây da. Anh kỳ quá. Có Lê Quang đánh bass. Không, có anh Kiệt đánh bass. Cái livestream á thì Lê Quang sẽ đánh bass nguyên chương trình. Tại vì nó ngắn, còn cái live show của ở nhà hàng thì có anh Kiệt nguyên ban Lung Tung Sàn luôn nha. Rồi khách mời thì mình tính sao, nhưng mà cái vé thì mình bán là 65 đồng thường và 95 đồng VIP. 90 đồng chứ, 90 đồng VIP và 65 đồng là thường. Bạn nào ủng hộ mua bà Tám, fan bà Tám mua vô coi chừng hết vé. Lê Quang sẽ ngồi ngay tại nhà để bán vé các bạn, chứ không có chỗ nào bán hết đó. Hoặc là chỗ chị Trang, để vé cái chỗ chị Trang mà. Ai mua hai vé được coi cái tin giả. Lê Quang sẽ ngồi trước cửa nhà bán vé. Ai mà muốn coi chân giả bằng gì kêu bằng người thật việc thật đó thì hai Lê Quang mua hai vé rồi được dán cái chân giả lên cho coi. Vừa giao vé vừa coi chân giả luôn. Ok. Nha, anh nhớ nha, anh ngồi trước nha. Ok. Rồi, bây giờ mình đi. Đi anh hai, đi chưa? Rồi, chờ má đi. Đi má ơi. Cái két mới gọi đầu tắm nữa ra kìa. Đi mấy đứa ơi, lên đường mấy đứa ơi. Két chở 4 đứa, còn anh hai chở 1 đứa. Đi má. Đi Cát ơi, ôm má của cậu Phúc hoài. Ôm má người ta ôm hoài. Hoài luôn á. Đi nhanh lên. Cát đi. Đó, tới thằng nó nữa. Tới thằng tí em nữa. Ý Quỳnh Khôi hả? Ôm hoài. Đây, nha, cà bay này đi chỗ đó ngồi. Có ông dặn rồi, dặn chỗ rồi. Hạm đội nhà binh mà. Đi má.
Khôi kìa, Khôi nó hát cái gì vậy Khôi? Má, tối ngủ được không? Ngủ được. Mấy bữa nay tối ngủ được không? Được hết hả? Trời hay vậy. Đâu, ngày hôm qua bị con kiến cắn không có ngủ được. Khỉ hả? Cha. Khi hôm không có bị kiến cắn. Khi hôm không có bị kiến cắn hả? Hôm qua bị kiến cắn hả? À, sao tí em tối ngủ được không con? Dạ ngủ được. Kiến. Ngủ hơi bị chật mà ngủ được. Hơi bị chật cả trời ơi, tối hôm qua nguyên cả đám nó dồn vô, cả đám nó vô trong phòng nó ngủ. Không rồi. Trời ơi, sao không ngủ ngoài salon? Bữa không đi về nhà ngủ nguyên cái giường để trống không ai ngủ hết. Tại nó ham vui á, tụi nó chơi với nhau á. Rồi nó chờ khuya đi ăn hay sao? Đúng rồi. Buổi tối khuya làng két chở con da ua này kia đi mua đồ ăn. 1 2 giờ đêm á. Đó. Khoái vậy đó. Mà nó thức khuya lắm rồi. Nó thức khuya lắm á. Trời ơi, chơi với nhau à, tới khuya thì khuya luôn chưa thấy ngủ nữa. Thì giống như mình hồi còn trẻ rồi thôi. Thôi chỉ đường kìa. Rồi cứ đi ra ngoài đó đi em chỉ đường cho. Xích beo vô cái đã. Ra ngoài đó. Đây đã tới bánh khọ Vũng Tàu. Đấy nằm á. Rồi má ngon rồi đi ngồi đó đi. Bánh khọt nó nằm trên đường Edinger nè các bạn. Đằng đường kia được cắt ngang là đường Magnolia. Ồ, nhìn hấp dẫn chưa? Bánh khọt nè. 9110 đường Edinger. Dạ. Đứa nào ngồi được thì ngồi đi. Đập nữa. Đây là bàn của fan bà Tám. Tới sớm có đồ ăn trước rồi. Đây là bột chiên đúng không? Dạ, bột chiên, bánh khọt bên kia. Anh là ảnh người qua nè. Nó hỏi ảnh là bữa có coi Tám hát bài Nì Quanh Qua Ái không? Có hả? Hay luôn. Hát đúng không? Luôn. Hiểu không? Chính xác luôn. Chính xác luôn hả? Hiểu. Bao nhiêu phần trăm? Hả? 99%. Trời ơi! 99 luôn hả? Quá! Wow, 99% luôn, thấy chưa? Người Hoa mà người ta còn hiểu Tám hát nữa đó. Bởi vậy... Hay mà, trời ơi! Đó, mình phải hỏi người Hoa đúng không? Mới biết được chứ nhiều người người ta đâu biết tiếng Hoa đâu biết hát Tám hát đúng hay không? Hát vậy là quá hay rồi. Vậy à? Trời ơi! Cảm ơn anh nha! Ủa mình ăn gì? Anh ăn gì? Bột chiên. Bánh khọt, kêu bột chiên cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Yeah. Là bên này cũng kêu cái bột chiên luôn nhưng mà chưa có. Tiểu bang gì qua? Tiểu Nevada. Nevada. Ở thành phố thì Vino. Oh. Nếu mà chạy xe tới đây á là phải 8 tiếng. 8 tiếng. Chạy xe 8 tiếng. Còn bay á thì bay thì tiếng mấy nha. Tiếng hơn. Cũng nhanh ha. Yeah. Mình đi mấy người gia đình mình á? Đi gia đình mình 4 người, hai đứa cháu ở xe đồ. À vậy hả? Đó hai đứa nhỏ nè, dễ thương không? Hai đứa nhỏ, hai đứa con em. Trời ơi, bánh khọt cơm hấp dẫn chưa? Rồi cả nhà ăn vui vẻ nha. Rồi bắt đầu kêu đồ ăn bên này nha. À, thêm một cái bột chiên nữa. À, có cơm chiên đặc biệt nè cho mấy đứa nhỏ nó ăn nè. Có popcorn nè, một cái này. Khôi ăn gì? Khôi ăn gì? Chiên. Có hủ tiếu nữa nè. Rồi đây đồ ăn ra rồi. Rồi bye bye hai vợ chồng nha. Mạnh giỏi nha. Đi chơi vui vẻ nha. Bye bye. Bye. Ê trời ơi. Gì sao biết nhiêu mà trả. Rồi hai chồng trả tiền cho mình luôn rồi kìa. Rồi trời ơi cảm ơn nghe chồng. Đất ơi đông vậy mà đi trả tiền trời. Trời đất ơi coi fan cứng của bà Tám không dễ thương chưa.
chưa ăn mà đã trả tiền cho bà Tám luôn rồi. Đó, bánh khọt đây. Rau. Rồi bên đây quay nó ngược sáng nha. Má nè, đó bánh khọt của má nè. Ăn chung đi, mấy con ăn chung đi. Rau đã không? Anh Hải thì ăn bột chiên. Ớt đó, bột chiên, cái này bột chiên. Ớt cay lắm đó nha. À, nước mắm nó ăn bột chiên. Bột chiên. Đi ăn có rồi. Xong bánh khọt ở đây. Đây bánh khọt nè. Nước mắm nó bánh khọt nè. Mời xin mời. Mời đi. Xin mời Sơi. Xin mời Sơi. Cái này cay lắm rồi. Cay lắm á, bỏ xíu à, ớt. Ý dồi cay lắm Phúc ơi. Trời ơi. Ủa cay lắm. Cho má xí xíu thôi. Trời ơi mấy hồ. Ừ vậy thôi đó, cay lắm á. Ăn tét ấy á, tét họng á. Vừa vừa chứ xíu thôi. Thôi lẹ xíu nè không, em ăn cay lắm mà em ăn xíu. Cay, cay. Ăn đi, thở đi. Rồi ok, xin mời. Quay cái món này. À, gà chiên khoai tây. Tí em ăn cái gì? Bột chiên hả? Cái này ngon không con? Dạ. Thử cùng có ngon không? Đủ không? Cho thêm đi con. Lắm ngon quá ha. Cái tim ngon không? Cái xì ngon không? Thôi ăn cái thì thôi. Hết rồi, thôi ăn nổi. Má ăn dĩa gần hết rồi, còn có hai cái à. Anh Hải ăn còn dư nè, chưa hết nè. Anh Hải chưa có vợ nha. Ai muốn làm mai thì tự gọi cho anh Hải nha. Chứ bà Tám không có làm mai đâu nha. Thôi kêu anh Phúc đi. Anh Phúc làm mai anh Hải đi anh Phúc. Hải nó không tin tưởng. Anh Phúc lên YouTube YouTube gì? Lê Quang Phúc gì? Phúc Quang Lê Official. Quảng cáo anh Hải coi ai có bông hồng nào lọt vô mắt xanh của anh Hải. Ấy quên lộn. Anh Hải lọt vô mắt xanh của ông bông hồng nào thì giới thiệu cho anh Hải để anh Hải hưởng tuổi già. Lớn tuổi mình có người bầu bạn cũng vui bộ anh Hải. Anh Hải chịu không? Không biết. Cỡ nè, không biết nè, uống nước chanh nè đó. Em quay chút xíu thôi nha anh Hải, em nhá anh Hải thôi chứ em không có quay nhiều đâu. Anh Hải đừng mắc cỡ. Nghe tiếng được rồi ha. Nghe giọng được. Anh Phúc Phúc Quang Lê Official được bao nhiêu sập rồi anh Phúc? 920. Ồ, 920 rồi két. 920 gần ngàn rồi đó. Mọi người fan bà Tám đâu, vô sập cho anh hai để cho đủ ngàn thôi. Phúc Quang Lê Official nha. Sập cho anh hai coi. Nhớ subscribe để đón nhiều video clip mới nha. Đó, nhớ subscribe để anh Phúc qua Cali là làm được bao nhiêu rồi? Ủa lên chưa? Lên rồi hả? À, con Phúc lên rồi. Trời, cảm ơn con nha. Con theo dõi kênh của Phúc nhiều quá nha. Cảm ơn con nhiều nha. Từ lúc qua Cali tới giờ anh Phúc làm được mấy clip rồi?
3 năm là có 12 lít. 3 năm 12 lít, trời ơi. Em cũng 3 năm. Ủa, Vĩnh Phúc làm bằng em luôn hả? 3 năm luôn hả? Trước chứ. Phúc làm trước mẹ luôn hả? À, cậu Phúc mở ra chơi thôi à. Đúng không? Trời ơi. Mà 83 năm hơn 2.500 clip. Cậu Phúc 3 năm 2.500 hơn á, hơn 2.500 clip. Còn cậu Phúc nhiêu? Mấy cái clip? 13 clip. Nhưng mà tại vì mọi người phải sập cho cậu Phúc mới làm được nhiều clip chứ. Chứ không sập sao làm, mới có động lực chứ. Sập ít quá, người ta đâu có động lực đâu làm. Đó mọi người nè, anh Phúc nói tiếng đi cho mọi người vô sập cho anh Phúc chứ. Chứ em nói cũng như không, phải chính chủ nói chứ mới được chứ, mới có tình cảm chứ. Các bạn nhớ subscribe kênh Phúc Quang Lê Official nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Ủa? Phải đội ơn chứ, cảm ơn bình thường không ai sập đâu. Đội ơn. Rồi subscribe vô anh giới thiệu người bạn của anh cho. Đúng rồi. Người bạn anh available. Rất là hiền. Ừ, không. Hiền lành lắm. Hiền lắm. Hiền quá chắc vợ. Vợ khó kiếm anh Hải ơi. Anh Hải phải giữ giữ mới có vợ được. Lo muối. Nó mới gọi điện thoại hỏi mình á. Hồi xưa mình làm nghề gì? Hồi xưa phải mình đánh băng nhạc phụ hoàng bên bia, tôi nói đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ là bán Hoành Thánh. Bác làm Hoành Thánh đi bò duyên nổi tiếng ở Cali, tôi nói tôi cần hỏi gì quá nó không? Cái này tôi đề nghị gì? Nói không có chỗ quá, nhiều người quá, tôi nói tôi cũng có đồng ý thôi. Ok mối, dạ. Em đang ngồi ăn bánh khọt nè với Nguyên nhà em nè. Trời ơi, ngon miệng nha, bánh khọt dễ thương phải không đó. Rồi, tối gặp muối nha, tối em gặp muối em lên tập 7 giờ em lên á. Cảm ơn em. Giờ bye muối. Đang nói vụ hiền. Anh Hải hiền quá cho nên là khó cưới vợ. Cho nên giờ anh Hải phải đổi tánh lại. Sửa cái tánh lại cho dữ dữ một chút đó mới có vợ được chứ. Chữ gì là nói liền. Đúng rồi. Anh thích em là phải phúc liền. Đúng rồi. Anh thích em chứ không nói cái nó không biết mình thích nó cái nó đùa mà. Với cái thằng khác nó nói xong cái nó đi qua thằng khác. Nó anh Hải nhớ nha anh Hải. Thôi chị sống không đủ lời người đừng dạy tao cái chuyện đó. Vậy thì nếu vậy thì mày phải hành động trước khi mày nói luôn hả? Sốt liền luôn. Hành động trước luôn. Anh Hải nói là số anh Hải không bao giờ lấy vợ được. Mà tại sao anh Hải lại nói số anh Hải không lấy vợ được? Bị nhiều rồi hả? 10 lần. Thì bây giờ thử đi, nhiều lúc cứ qua cái giận rồi. Nhiều lúc 20 cũng có làm sao? Ừ. Lần thứ 20 mới được sao? Ừ, phải thử mới có 10 lần. Phải làm 5, 3, 4 lần nữa nó lên 20. Ừ, chứ bữa thầy bói nói với em là anh Hải là lần thứ 20 là lấy vợ luôn á. Thì giờ là lấy liên tục đi cho tới cái lần 20. Mới phải làm nhanh. Một lần, 5 lần, 1 lần nó lâu á. 5 lần, 4, 5 lần. Suối bậy anh Hải. Có ăn gì nữa mấy đứa? Bốn đứa mà xe có ăn không? Ờ, sao tụi nó ăn ít quá ha? Có, nó bị dặn bụng chiều nó là chưa nó ăn được. Ờ, nó ăn cái khác hả? Mấy két nó edit cái behind the scene của em á mà. Mấy ngày trời luôn rồi, tối hôm qua nó thức tới 4 giờ sáng nó mới edit xong á. Nó edit cái video quá trời lâu luôn. Các bạn nào chưa coi cái chứ gì nữa, mọi người ai chưa coi cái behind the scene của cái MV á gì vô coi nha, boss rồi á. Anh Phúc có coi cái MV két nó quay nó làm đạo diễn chưa? Đâu mà hay gì đâu, cưới đâu mặt không cắm rồi vậy mướn. Anh két nó đạo diễn không? Nó quay á, nhà của An. Thấy đi trên đầu xuống
chiều nay post cái clip behind the scene nè anh Phúc, nhớ coi nha, ủng hộ bé kép. Dạ bye anh, đi về má. Ủa đi chơi luôn hả? Đi đâu vậy? Đi chơi luôn hả mấy đứa? Đi đâu? Là lốt lốt hả? Đi là. Rồi đi đi. Làm lại. Wait, do it again. Là cái gì? Right? LA á hả? Ừ. Nữa ôm nữa. Ôm má từ hoài à. Ôm má từ hoài. Mấy đứa nó đi chơi luôn á anh hai. Bye bye, đi cẩn thận nha. Bye. Rồi máy vô xe. Biết đường về nhà không? Đi ra quẹo phải. Nhưng mà tao phải không đồ. Đâu hỏi chắc ăn. Rồi. Mấy bữa này ở đây qua đây á, không có một Huy á cũng buồn. Ờ, tối qua nhậu hết. Đúng rồi, không có Huy ha. Có Huy thì anh hai với Huy nhậu. Kéo quán qua chơi, quá anh Hải qua chơi. Mà giờ có mình nè. Hải đi chạy xe nó qua nó uống chai chứ mấy. Giờ không quán nữa. Ăn no chưa má? No. Ngon không? No. Có chừng đó, tối ho nha. Má không no mới lạ nha. Con ăn của má con miếng à. Má. Rồi má ăn 7 miếng á. Má ăn 7 cái. Má trời. Hả? Ăn quá trời. Ờ đúng rồi. Tối nay để ý coi có ho không nha. Không ho thì bữa nào dắt đi ăn tiếp. Nếu ho năm dắt đi ăn 2 lần. Không mà ăn cái gì với cải mà cay cay đắng đắng rồi tại gì. Chầu này là chầu má yêu cầu đi ăn đó nha. Nhưng mà có fan mà tám trả tiền mà má. Ngại ghê. Đi trả tiền hết cho gia đình. Mày thấy bữa phải nãy fan của mà nó còn biết tao nữa không? Chào anh Phúc rồi đó mày nghe không nha. Phúc giờ nổi tiếng. Ta cũng nổi tiếng rồi đó. Ừ, mày cẩn thận nha. À, mày đang quen với người nổi tiếng đó nha. Mày đang chở người nổi tiếng đó nha. Trời ơi, sống lợi từ từ nó mới lợi chứ. Thế sao giờ lời được liền? Nổi tiếng thì sẽ anh Hải từ từ sẽ được quen gái đẹp. Có vợ đẹp. Xin hai chữ bình yên. Xin hai chữ bình yên. Đẹp thì mình phải có người yêu mới được chứ. Đó, nghe má nói không anh Hải? Xe đẹp vậy mà phải có người yêu mới được kìa. Rồi anh Hải thả em về trước nha. Giờ này má về má ngủ một giấc. Hồi chiều hôm qua đi mua giày cho má. Vậy hả? Về cái má lăn ra má ngủ liền. Má lăn ra má ngủ liền. Phải không má? Trời chiều má về má ngủ giấc đúng không? Đi bộ nhiều gì? À, không, đâu có đi bộ gì đâu nhiều đâu. Mua giày được không? Mua giày được không? Được. Thấy tạp là được á. Mà má đi thử coi ok không? Ờ đúng rồi đó, anh Minh kìa, chắc mới chở anh Quang về đó. Quang về luôn xuống rồi. Rồi vừa mới về cao luôn quá mà. Xe có khác mà. Dạ, trời nó đi xe cao quá nên Quang leo xuống nổi luôn. Rồi em về nha. À, bye bye. Bye anh Phúc. Rồi. Bye bye anh Hải. Bye bye má nha. Ừ, bye con. Trời Lê Quang vừa mới về luôn. Vừa đúng lúc luôn, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê thiệt. Rồi ôi, vợ đi đường vợ.
chồng đi đường chồng. Nãy chủ quán đó. Quán ở đâu? Ở quán bún quậy đối diện Thành Mỹ. Ngon lắm. Vậy hả, em không biết quán đó. Ờ quán đó. Nó ủa chị Cẩm Thơ đâu, anh dắt chị Cẩm Thơ đi. Hôm qua anh Dũng nó mới ghé buổi chiều hôm qua. Vậy hả? Dũng nó mê chỗ đó đó. Ủa vậy hả? Ờ. Bún quậy hả? Bún quậy. Anh cũng chưa ăn, nó nói là gốc ở Phú Quốc mà anh đi Phú Quốc đâu có ăn đâu. Dũng nó ngon. Nhưng mà anh ăn cái gì? Bún quậy đó. Bún gì? Bún quậy. Quậy nhưng mà trong đó có cái gì? Có mực. Rồi có chả. Nhưng mà ngon không? Ngon. Ngon. Lạ. Ừ, vậy bữa nào em ra em ăn. Khương nó cầm cái đờn hình hoa rồi đó. Dạ. Yeah. Wow, nhanh quá ha. Ờ, có chiều, người chiều có người có người cầm đờn qua giùm Lê Quang khỏi gửi cargo tốn mười mấy đồng ý, 200 đồng. Ủa vậy hả? Ừ, 16 đồng ký mà. Ồ, quên ha. Trời ơi, trời còn thương kẻ bất lương. Tự nhiên tính hỏi chỗ gửi hàng từ Việt Nam qua hết 100 mấy 200. Tự nhiên có người thương. Đem đồ đàn qua cho Lê Quang mừng quá. Mừng quá, Lê Quang khỏi tốn tiền, ráng lát ngồi bán vé nha. À, chừng nào có vé anh nhớ. Hai vé cho coi chân. Ừ. Hai vé cho coi chân giùm chân. Vậy thì giấu đi chứ, để có vé mới cho coi chứ, chưa vậy cho coi chân rồi. Ok, bye bye đi. Cái clip đã. Dài quá. Cười sao? Cười sao bây giờ phải cười như thế nào? Cười cười coi. Cười mà đứng mà. Cười mà đừng có thấy răng. Cười vậy đó. Cười lớn mà đừng thấy răng. Cười nhiều quá mà đừng thấy răng. Ngợp thở. Chờ anh mở màn clip. Giờ anh cũng đóng màn clip luôn nè. Thôi bye bye, em phải đi một chuyện đây. Bye bye. Bye bye, see you again. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này nha. Lâu. Đi shopping.